chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi các bạn ơi, mình mới đi làm về ha. Coi như là sẵn mình lục trong tủ lạnh ra thì có cái gì mình làm cái nấy ha. Thì mình thấy đây là mình sẽ còn được những cái đây, đậu hòa lan ha, cà rốt, đậu ve, bông cải xanh, với lại đây là nấm. Nấm này là nấm mỡ nha các bạn ha. Thì mình có bao nhiêu đây, thì sẵn mình làm, mình xào một cái chảo mì xào chay để dùng, rồi sẵn mình làm một cái clip nhỏ nhỏ để chia sẻ với các bạn luôn ha, để cho các bạn xem chơi cho vui nha. Đây là một cái clip rất là đơn giản. Rồi ha, còn đây là đậu hũ, đây là baro, còn đây là mì. Mì này là mì tươi nha các bạn ha. Rồi mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Mình làm một cái clip mì xào chay rất là đơn giản nha. Thì tất cả rau cải là mình đã rửa sạch sẽ rồi, mình đã sắc ra hết rồi ha. Đây là bông cải xanh ha, nó là nấm mỡ này nọ đồ cần ha, với lại đậu là mình đã rửa sạch sẽ rồi, sắc ra hết rồi ha, như thế này. Còn đây là đậu khô ve, đậu khô ve thì mình chuốt, mình lấy cái cọng chỉ nó ra rồi mình chẻ làm đôi như thế này, để khi mình xào là cái gia vị nó dễ thấm vô trong của miếng đậu khô ve này, ăn nó thơm ngon hơn ha các bạn. Rồi còn đây là mì, mì là hồi nãy mình đem ra, mình sợ mất thời gian các bạn nha, mình đem ra là mình trụng xong hết rồi ha. Đó, rồi mình sợ mất thời gian các bạn cho nên mình đã làm. Đó, thì trong thời gian này là mình sẽ chiên đậu hũ nha các bạn. Đó. Rồi ha, thì cái món này là coi như là cái món mì xào chay đơn giản nha các bạn. Mình mới đi làm về đó, cho nên có gì mình làm cái đó, không có chuẩn bị trước nha các bạn. Thì bây giờ các bạn bắt lên giùm cho mình một cái chảo nước sôi ha. Rồi các bạn cho mình vô xin một miếng muối nha. Rồi kế tiếp đó các bạn bỏ dùm vô mình vô một chút xíu dầu mè. Nó thì cái dầu mè này mình mới đổ vô tại vì mình có một tay một à. Đây. Đây là dầu mè sản xuất ở Korea. À, các bạn rồi mình bỏ rồi. Đó, đây nè. Các bạn thấy không, cái chấm mà vàng vàng đó là mình đã bỏ dầu mè vô rồi tại mình có một tay một mà. Mà cái dầu mè này mình mới mua về nó bự quá cho nên mình sẽ đổ trước vô, mình cầm không có được nha các bạn. Rồi ha, các bạn thấy rồi đó ha. Đây là dầu mè này rất là tốt, sản xuất tại Korea. Đó. Bỏ dầu mè vô thì các bạn trụng cái rau cải nó rất là thơm luôn. Rồi sẵn đây mình bỏ thêm chút xíu nữa. Rồi ok ha các bạn. Thì các bạn trụng rau cải nó rất là thơm. Trước tiên thì mình sẽ trụng cái đậu ve trước nha các bạn. Trụng vừa thôi nha, trụng nó vừa tái tái thôi nha các bạn. Rồi kế tiếp đó các bạn bỏ cà rốt vô dùm cho mình. Rồi ok các bạn ơi. Thì đậu khô ve với lại cà rốt các bạn trụng cho nó tái tái như vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ các bạn cho nó ra tô. Rồi bây giờ tới mình sẽ trụng bông cải nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì nấm á, mình đã trụng như vậy được rồi ha. Các bạn nhớ phải trụng nấm nha, để cho nó thơm ngon nha.
nếu mà các bạn không có trụng nấm mất thì nó sẽ nghe một cái mùi hắc 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 rất là khó chịu. Trụng đâu đó sạch sẽ hết rồi mình mới xào nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị là xào mì nha. Đây là mì chay ha, thì mình đã thưa với các bạn rồi ha, có cái gì mình làm cái nấy. Mình cũng mới đi làm về thì mình sẽ xào một cái mì chay ăn đơn giản thôi. Đây là mì chay đơn giản ha, và các bạn cử ba rô cho thơm giùm cho mình nha. Rồi các bạn bỏ mì vô xào, các bạn nhớ chuẩn mì cho nó còn giòn giòn nha, nếu các bạn đừng có chuẩn nghiền quá là thua đó, là nó mất ngon nha các bạn. Còn đây là sweet sauce nha các bạn, có cái sweet sauce vô thì nó mới thơm nha. Đây là bột nêm chay, mì xào chay đơn giản ha. Còn đây là các bạn cho mình thêm một chút xíu đường, rồi các bạn chọn điều lên giùm cho mình. Các bạn để lửa lớn giùm mình nha. Rồi các bạn ơi, các bạn cho mình xin một chút xíu xì dầu. Rồi các bạn trộn đều lên. Thơm quá các bạn ơi, thứ nào chịu nổi. Mì xào đơn giản ha. Thơm quá các bạn ơi. Rồi ok, như vậy là được rồi ha. Rồi tạm thời các bạn cho nó ra cái dĩa cho mình. Thứ nào chịu nổi, thơm phức luôn. Chuẩn bị xào cái rau cải ha. Các bạn bắt một cái chảo lên, cho một chút xíu dầu cho mình thôi nha. Rồi các bạn thử ba rô cho nó thật là thơm mình. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ là cái ba rô nó đã thơm rồi ha. Thì bây giờ các bạn để nấm vô trước, các bạn xào cho mình nha. Rồi kế tiếp đó các bạn bỏ hết vô luôn. Đậu cô ve, cà rốt. Rồi các bạn xào đều lên giùm cho mình. Rồi đậu hòa lan. Kế tiếp đó là cần. Xong rồi bông cải xanh, thơm phức luôn. Rồi các bạn nêm giùm cho mình để cho nó đậm đà nha. Khi mà mình ăn miếng nào nó cũng là đậm đà hết chứ không có bị lạt nhắt. Đó, nêm bình thường, muối, bột nêm, chút xíu đường. Rồi các bạn đảo đều lên giùm cho mình. Nhớ là các bạn để lửa hết ga giùm cho mình nha, nó mới thơm nha. Lửa mà xìu xìu là nó không có ngon đó, nó không có thơm nha. Các bạn để lửa mạnh lên. Rồi các bạn cho mình thêm một chút xíu xì dầu.
Bây giờ các bạn bỏ đậu hũ vô nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn xào như vậy được rồi. Các bạn đừng có xào nó mềm quá nha. Rồi bây giờ mì hồi nãy các bạn xào đó, rồi các bạn bỏ vô, rồi các bạn trộn đều nó dùng cho mình. Thơm quá các bạn ơi. Nó thì bây giờ các bạn trộn đều lên ha. Đây là mì xào chay đơn giản nha các bạn. Có cái gì mình làm cái đó nha. Đúng ra là mình phải đi mua hem ha, xài hem với lại này nọ đồ chai bỏ vô. Nhưng mà mình mới đi làm về, coi như là không có đi chợ được. Có cái gì mình làm cái đó đơn giản thôi. Rồi ok, còn vậy là mình sẽ cho nó ra dĩa nha. Rồi mình mời các bạn nha. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn. Rồi thứ nào chịu nổi, thơm phức các bạn ơi. Thì bây giờ cái món mì xào chay đơn giản của mình nó đã xong rồi ha. Thì cái này nó rất là đơn giản nhưng mà ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Mì xào chay ha. Đó, thì các bạn xào á thì sao mà cho nó đừng có ra nước nha. Các bạn mà xào nó ra nước là nó không có thành công đâu. Các bạn xào xong rồi mà cái chảo còn khô rang á thì đó là các bạn đã thành công rồi, là đã coi như là chất lượng rồi đó. Thì tất cả các loại đồ la ghim ha, rau cải các bạn trước khi xào là các bạn phải trụng, mà khi các bạn trụng là các bạn phải bỏ vô trong cái nước sôi đó, dầu mè, để khi mà các bạn ăn cái rau cải thì nó thơm ngon. Nó đệm thêm một chút xíu muối đó, thì các bạn ăn cái miếng rau cải thì nó đậm đà thơm ngon nha. Nó thì cái mì xào này đơn giản, mình mới đi làm về, mình lục ra thì có cái gì làm cái đó. Các bạn trụng mì phải nhớ là các bạn trụng mì cho nó giòn nha, đừng có mềm quá thì sẽ mất ngon đi. Nó các bạn xào lửa mạnh lên và lẹ tay lên thì nó sẽ được thôi, sẽ ngon thôi. Tất cả rau cải là các bạn phải trụng trước, quá thơm luôn. Mì xào chay đơn giản bao ngon luôn. Cái này là các bạn làm một cách dễ dàng ha, không khó khăn gì hết ha. Đó. Rồi ha, ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn nha.